Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc của chúng tôi. Các bạn thân mến, tiếp theo trong cái chuyên mục sức khỏe hôm nay, chúng ta cùng đến với nội dung như sau. Đây là 6 món ngon nhưng tuyệt đối là không được ăn lúc đói bụng. Dưới đây là những cái món ăn rất là quen thuộc đối với chúng ta. Tuy nhiên thì nó sẽ không tốt cho dạ dày nếu mà chúng ta ăn khi mà đang đói bụng. Vậy thì đó là món ăn nào? Món thứ nhất đấy là khoai lang. Khoai lang là cái loại thực phẩm quen thuộc và yêu thích của nhiều người. Loại củ này tốt cho cái đường tiêu hóa, chứa rất nhiều tinh bột giống như là gạo. Tuy nhiên thì bạn không nên ăn chúng khi mà đói. Khoai lang chứa nhiều tannin và chất nhựa, ăn khi đói sẽ kích thích tiết nhiều axit dạ dày, gây khó chịu cồn cào. Ngoài ra, ăn khi đói, các cái chất trong khoai lang sẽ khiến cái niêm mạc dạ dày bị kích thích, tạo cái cảm giác đầy bụng ợ chua. Và cái món thứ hai đấy là món chuối. Chuối chứa rất nhiều magie, vitamin C tốt cho sức khỏe, tăng cường các cái sức đề kháng. Tuy nhiên thì ăn chuối khi mà đói sẽ làm cho cái hàm lượng magie trong máu tăng đột ngột, làm mất cái sự cân bằng của tim mạch, tổn hại đến sức khỏe. Ngoài ra thì lượng vitamin C cao được đưa vào cơ thể lúc đói sẽ gây tổn thương đến dạ dày. Và thứ ba đấy là sữa chua. Sữa chua tốt cho sức khỏe nhưng bạn nên ăn hạn chế khi đói để tránh ảnh hưởng đến dạ dày. Ăn sữa chua lúc bụng rỗng sẽ làm tăng lượng axit trong dạ dày, tiêu diệt các cái lợi khuẩn có trong sữa chua, giảm cái giá trị dinh dưỡng của cái loại đồ ăn này. Thứ tư là sữa. Nhiều người có cái thói quen là uống sữa khi đói. Tuy nhiên thì uống sữa lúc này có thể gây ra cái tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ do cái dịch vị dạ dày tiết ra sẽ làm canxi bị đào thải nhanh hơn. Ngoài ra thì khi đói tiết nhiều gặp casein trong sữa tạo ra kết tủa gây rối loạn cái đường tiêu hóa. Và thứ năm đấy là loại cam quýt. Và chúng ta cũng không nên ăn cái loại hoa quả này khi đói. Chúng chứa nhiều vitamin, đường và axit hữu cơ tốt cho cơ thể nhưng ăn vào cái lúc đói bụng sẽ làm kích thích niêm mạc dạ dày, tăng axit làm tổn thương dạ dày. Và cái món thứ sáu đấy là đường và cái đồ ăn nhiều đường. Sử dụng đường hoặc là các cái thực phẩm chứa nhiều đường như là bánh kẹo, hoa quả ngọt lúc đói sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Bởi khi đó cái lượng đường trong máu tăng cao đột ngột dễ gây ra các cái biến chứng có hại. Quý anh chị thân mến, trên đây đấy là 6 cái món tuy ngon nhưng mà chúng ta tuyệt đối không nên ăn vào cái lúc đói bụng. Nó sẽ không tốt cho dạ dày chúng ta một tí nào cả. Bởi những cái lý do mà chúng tôi đã đưa ra, nêu ra cho quý vị, các anh, các chị đã nắm được rõ rồi. Và mong rằng với cái thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những cái kiến thức bổ ích. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.